Trà Đạo, ngày 4 tháng 8 năm 2016. Tọa vong trong học thuyết của Trang Tử. Hỏi: trong Thiên Đại Tông Sư của Trang Tử Nam Hoa Kinh có nói: giải thể bỏ thông minh, lìa hình bỏ trí, đồng với đạo lớn, đó gọi là tọa vong. Nếu tọa vong là ngồi quên tất cả thì có trái với chánh niệm tỉnh giác? Nếu tọa vong thật sự hoàn toàn không còn bản ngã thì đó chính là an trú tánh không, hoặc diệt thọ tưởng định mà Đức Phật đã dạy. Nhưng cũng có thể đó chỉ là bốn thiền vô sắc do tưởng không mà định. Trước kia khi chưa hoàn toàn giác ngộ, Đức Phật cũng đã từng an trú bốn tầng định không này. Nhưng sau khi giác ngộ, Ngài mới thật sự an trú tánh không hoàn hảo. Vì bây giờ là an trú tánh không của tự tánh rỗng lặng trong sáng, mà Đức Phật gọi là tâm chói sáng, Vipassara Citta, an nhiên tịch tịnh. Đây là bản chất rỗng lặng trong sáng hoàn toàn tự nhiên của tâm. Khi tâm hoàn toàn buông thư, vô vi, vô ngã, thì nó trở về với tánh không, mà Thiền Tông gọi là vô tâm hay vô sự. Đó cũng là chánh định. Định này tịch tịnh, vi diệu, vắng lặng, nhất tánh, không điều kiện, không đối kháng, không trở ngại. Diha Nikaya. Trong Thiền Tông, phái Tào Động có pháp thiền tịch chiếu. Trong ngồi chỉ ngồi thôi, chính là đã đầy đủ định tuệ. Lúc đó tu chứng là một, chứ không có chỗ tu, không có chỗ chứng, vì thân tâm đã nhất như. Đức Phật dạy trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, không có bản ngã trong đó, thì ngay đó chính là đạo, là quả, là niết bàn. Tọa vong tịch chiếu, an trú tánh không, hoàn toàn thư giãn buông xả, vân vân. Tuy khác nhau trên ngôn từ, nhưng trong thực chứng rốt ráo thì vẫn không khác. Nếu có khác là do trình độ chứng ngộ thôi. Đó mới thật là chánh tuệ, chánh định trong bát chánh đạo. Trong Thiền Tông có hạnh tu gọi là vô công dụng hạnh, vượt ra ngoài dụng ý, dụng công, hoàn toàn vô vi vô ngã, nên cũng gọi là tu vô tu, chứng vô chứng. Viên đạo Thiên Chúa nguyện cũng là tâm thái hoàn toàn buông bỏ bản ngã để thề nhập với Chúa Trời, hoàn toàn giao phó linh hồn cho Thiên Chúa. Thực ra lúc đó cũng là một hình thức tọa vong. Là nếu thực sự vô vi vô ngã thì gọi đó là an trú tánh không, là buông thư rỗng lặng hay tịch chiếu, gì cũng được. Vì khi đã thấu suốt nội dung thì ngôn từ không còn là ranh giới nữa. Phân biệt này nọ chỉ là muốn khẳng định tôn giáo mình hay nhất, cao nhất. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là thói thường phân biệt của bản ngã mà thôi. Xem ra, tọa vong mà nội dung là giải thể bỏ thông minh, lìa hình bỏ trí, đồng với đạo lớn, thì còn cao hơn thiền định của Bà La Môn. Vì định này có mục đích là hữu vi hữu ngã, là pháp tu, tập luyện để tiểu ngã trở thành đại ngã, nên vẫn còn trong tam giới. Trong khi Lão Tử, Trang Tử hay phái Tào Động nếu hành đúng thì cũng là vô vi vô ngã. Hỏi: con thấy một trường phái thiền của Bà La Môn cũng ngồi hoàn toàn buông xả bản ngã để hòa nhập vào sự an lạc của Đấng Phạm Thiên, tức Thượng Đế, thì đâu khác tọa vong hay an trú tánh không? Ở đây đang nói về mặt giống nhau giữa ưu điểm trong tọa vong của Trang Tử, huyền đồng của Lão Tử, tịch chiếu của Tào Động hay nguyện của Đạo Thiên Chúa so với an trú tánh không mà Đức Phật đã dạy thôi. Còn về mặt khác nhau rất dễ bị nhầm lẫn. Nếu một người cứ tọa vong hay tịch chiếu chỉ để hưởng thụ sự tĩnh lặng hoàn toàn, cũng bị rơi vào trầm không trệ tịch, trở thành tham đắm trong trạng thái tĩnh lặng, lúc nào cũng tranh thủ ngồi thiền để hưởng sự an lạc của Thượng Đế hay của Đấng Phạm Thiên,
nên tuy bỏ tiểu ngã, nhưng thực ra là đồng hóa với cái ngã vĩ đại hơn. Như vậy, trong vi tế vẫn còn có chỗ bám trụ, trong khi an trú tánh không hoàn toàn khác. Ở đó ngã pháp đều không, như lục tổ nói, bản lai vô nhất vật vậy. Trong vi tiếu có câu chuyện đấng phạm thiên bất động như thế này. Thiên sứ xuống trần thấy một đạo sĩ yoga đang tuyệt thực, ngồi ngay ngắn trong một tịnh thất kín đáo yên tĩnh, thân tâm bất động. Thiên sứ hỏi, đạo sĩ ngồi như vậy để làm gì? Để thề nhập đấng phạm thiên. Thiên sứ ngơ ngác nhủ thầm, thượng đế ban cho con người mọi hoạt động như đi đứng ngồi nằm, uống ăn, đưa tay lên để xuống, chân co lại, duỗi ra, mắt nhìn lui nhìn tới. Mọi thứ đều uyển chuyển tự nhiên, biến hóa vô cùng, để giúp con người học ra mọi tình huống của đời sống, mà qua đó họ đều thể nhập được với thượng đế. Sao đạo sĩ này cứ ngồi một chỗ mà nói để thể nhập thượng đế nhỉ? Thượng đế hay pháp tánh thì ở khắp mọi nơi, còn tâm thì vốn rỗng lặng trong sáng. Như vậy, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, mới là thể nhập pháp tánh, chứ đâu phải ngồi yên bất động để mong cầu thể nhập pháp tánh. Suy nghĩ mãi, thiên sứ mới chợt hiểu ra rằng đạo sĩ này muốn thượng đế trở thành ông ta, chứ không phải là ông ta thể nhập thượng đế. Nghĩa là đạo sĩ muốn thượng đế cũng phải bất động như mình mới được. Mong muốn luôn sống trong an lạc chính là chủ trương luận thuyết hiện tại lạc, một trong 62 tà kiến mà Đức Phật đã đề cập trong kinh Phạm Võng. An trú tánh không là tâm rỗng lặng trong sáng khi đang đi đứng ngồi nằm, khi đang hoạt động tự nhiên, vô ngã, nên tuy có mà không. Cái không vắng bóng mọi ý đồ của bản ngã. Trong khi thể nhập an lạc của đấng phạm thiên, vẫn còn chỗ bám víu, dù chỗ bám đó là đại ngã cao siêu đi nữa. Vậy ở đây không nên đánh đồng các nguồn thiền khác nhau, mà cần thấy ra những điểm đồng nhất và dị biệt, mới không bị nhầm lẫn. Thực ra khi nói đến thiền định Bà La Môn là muốn ám chỉ cách tu tập với mục đích tiểu ngã trở thành đại ngã thôi. Còn dù đó là ai mà tu đúng hướng thì đều có thể giác ngộ giải thoát. Ngược lại, tu theo thiền Phật giáo nhưng hành sai hướng thì còn tệ hơn cả thiền định Bà La Môn. Người sống theo Phật Pháp cần phải nắm thật vững nguyên lý giác ngộ giải thoát mới không bị nhầm lẫn hay là tha hóa. Trong thiền Đông Độ Tịch Chiếu của phái Tào Động đôi khi cũng bị lên án vì phần lớn người thực hành đặt nặng tịch hơn là chiếu, nên sinh ra trì trệ. Ngài Huệ Năng đã tiên đoán trước và nói rằng trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải là thiền. Nếu ngồi buông thư tự nhiên để tâm rỗng lặng trong sáng, hòa nhập vào sự tịch tịnh của pháp chân đế thì không sai. Nhưng nếu muốn ngồi trụ tâm để được định lạc thì tất nhiên không đúng. An trú tánh không. Hỏi: Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất về an trú tánh không trong tứ hoài nghi, có phải là chánh niệm tỉnh giác trong tứ hoài nghi? Thực ra không phải chỉ chánh niệm tỉnh giác trong bốn hoài nghi, mà là chánh niệm tỉnh giác trong tất cả các hoài nghi, tất cả mọi hoạt động. Trong tất cả mọi hoạt động mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng là an trú tánh không. Có bốn cách an trú tánh không với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thứ nhất, thận trọng chú tâm quan sát là an trú tánh không trong bốn hoài nghi và trong mọi hoạt động. Thứ hai, trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại là an trú tánh không trong lúc nghỉ ngơi vô sự. Thứ ba, trong lành định tĩnh sáng suốt là an trú tánh không khi mở tâm ra với vạn pháp. Thứ tư, rỗng ràng lặng lẽ trong sáng là an trú tánh không khi hoàn toàn buông xả. Như vậy, có thể an trú tánh không ở trong tất cả mọi hoạt động, trong các oai nghi đi đứng ngồi nằm, chứ không phải chỉ ngồi mà thôi. Có thể an trú tánh không khi đang cúi xuống nhặt một ngọn lá. Có thể đang đi trên đường bỗng nhiên tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng.
Có thể đang ngồi trên xe, tự dưng tâm vắng bặt mọi lao sao, nhưng mặt hồ tĩnh lặng. Nhiều tình huống tuy khác nhau, nhưng mỗi khi bắt gặp tâm rỗng lặng trong sáng thì đều giống nhau. Thậm chí có lúc trong chiêm bao, gặp một tình huống cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên cũng rơi vào tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Từ đó, khi đã nhận ra tâm vốn rỗng lặng trong sáng, mà Đức Phật gọi là Pabatsara Chitta, thì mới thấy rằng thực tại trong đời sống bình thường, tâm này vẫn luôn soi sáng tự nhiên. Nhưng do lý trí vọng thức che lấp nên không thấy ra thôi. Thực chứng được sự thật này thì mọi lúc mọi nơi, dù đi đứng ngồi nằm hay hoạt động gì, tâm đều có thể rỗng lặng trong sáng được. Nhiều người vẫn nghĩ tu hành là phải vô cùng nghiêm mật, nên không biết rằng Đức Phật dạy chỉ cần an trú chánh niệm trước mặt, trong các oai nghi, trong các sinh hoạt hàng ngày, để loại khỏi tâm mọi lậu hoặc, tức là mọi ý đồ của bản ngã, là người làm chói sáng khu rừng Gosinga, chứ không phải đạt được các sở đắc cao siêu như đa văn, thiền định, thần thông, đầu đà, vân vân. Nếu muốn một người có tâm trong lành, định tịnh sáng suốt, thì mọi hoạt động đều thanh tịnh trong sáng, chứ không cần phải nỗ lực để mong cầu đạt được sở đắc. Chẳng hạn câu chuyện ngài A Nan khi cố gắng hành thiền để mau chứng quả A La Hán, hầu được tham dự kết tập tam tạng, thì chỉ bị căng thẳng thôi nên không thể nào đạt được. Nhưng khi buông xuống mọi ý đồ để nằm nghỉ ngơi, thì ngay đó tâm liền rỗng lặng trong sáng và hoát nhiên chứng ngộ đạo quả A La Hán. Trà đạo, ngày 13 tháng 8 năm 2016. Tập mục Ngưu Đồ. Hỏi: Tập mục Ngưu Đồ có trong kinh điển Nguyên Thủy không? Xin thầy giảng tập mục Ngưu Đồ liên hệ trong tu tập. Tập mục Ngưu Đồ dùng để diễn tả tiến trình tu tập theo Thiền Tông. Có hai loại thập mục Ngưu Đồ: thập mục Ngưu Đồ của Thiền Tông và thập mục Ngưu Đồ của Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy không có thập mục Ngưu Đồ, chỉ có bài kinh Đức Phật dạy cách chăn bò, so sánh với việc tu hành thôi. Thập mục Ngưu Đồ đại khái ví việc tu tập như việc chăn trâu qua quá trình như sau. 1. Tìm trâu, có thể so sánh với niệm thân. 2. Thấy dấu, có thể so sánh với niệm thọ. 3. Thấy trâu, có thể so sánh với tuệ thấy danh sắc. 4. Bắt trâu, có thể so sánh với tuệ thấy tâm sinh. 5. Chăn trâu, có thể so sánh với tuệ thấy tâm sinh diệt. 6. Cưỡi trâu về nhà, có thể so sánh với tuệ thấy tâm diệt. 7. Quên trâu còn người, có thể so sánh với tri kiến tịnh. 8. Người trâu đều quên, có thể so sánh với tuệ xả thứ 11. 9. Trở về nguồn cội, có thể so sánh với tuệ thấy thánh đế. 10. Thóng thay vào chợ, có thể so sánh với trở về tục đế vô ngại. Ưu điểm của thập mục Ngưu Đồ là gợi ý một quá trình hành thiền như vậy, để người tu biết trình tự hướng đi của mình mà tránh được những sai lầm trong tìm cầu sở đắc. Nhưng cũng có nhược điểm là khiến người hành phải đi theo một đường lối nên bỏ mất tính sáng tạo và bất ngờ trong việc khám phá sự thật. Trình tự tu tập này đại khái cũng tương tự như sự thực chứng qua 16 tầng tuệ theo thiền Vipassana trong Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng thấy biết sự thật biến hóa vô cùng, chứ không nhất thiết phải lập trình thấy như thế này như thế kia. Hồi xưa ngài Mahasi có giảng 16 tầng tuệ, nhưng người nào tới tuệ nào, ngài nói đến tuệ đó, chứ không phổ biến. Rồi đệ tử ngài ghi chép lại và viết ra thành sách, bị ngài của trách vì làm như vậy khiến hành giả tính toán đắc tuệ này tuệ kia theo lý trí mà cố gắng quá mức, có thể đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Nên nói nguyên lý tu tập thôi, còn để mọi người tự khám phá ra sự thật thì hay hơn là đưa lộ trình tu tập quá mực thước như vậy. Cho nên càng giải thích 10 tranh chăn trâu, càng phân tích 16 tầng tuệ, càng khó thực hành một cách lặng lẽ, vô ngôn, đầy bất ngờ và sáng tạo.
có khi luận giải rất hay nhưng chẳng thấy gì cả. Trong khi Đức Phật đơn giản hơn nhiều. Ngài dạy rất cụ thể như đang đi rõ biết đi, đang ngồi rõ biết ngồi, đang làm gì hay đang ở trong trạng thái nào, đều biết rõ thân thọ tâm pháp như nó đang là. Biết rõ ở đây là tuệ chi trong tánh biết, chứ không phải là thức chi hay tưởng chi trong tướng biết. Hỏi: Thưa Thầy, trong Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy có nói thực hành chánh niệm như chăn trâu hoang, phải không ạ? Có. Trong Nikaya có tiểu kinh người chăn bò, Kula Gopalaka Sutta, và đại kinh người chăn bò, Maha Gopalaka Sutta. Đức Phật ví dụ người biết cách tu hành giống như là người biết cách chăn bò vậy. Tuy nhiên là không hẳn diễn tả sự tu tập trong hai bài kinh Phật và 10 tranh chăn trâu đã giống nhau. Và tranh chăn trâu của Thiền Tông cũng rất khác với tranh cùng tên của Đại Thừa. Vị ngọt và sự nguy hại. Hỏi: Bạch Thầy, một người tu hành tiến bộ là tất cả ham muốn sẽ giảm dần phải không ạ? Kể cả ham muốn bẩm sinh di truyền như là ham muốn sắc dục nam nữ phải giảm mất, không còn nữa thì mới đúng phải không ạ? Đúng. Khi người tu thấy ra sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại của các pháp hữu vi, sẽ không còn ham muốn chấp trước bất kỳ điều gì ở đời. Như Bồ Tát Siddhartha xuất gia không bao lâu đã chứng đắc vị ngọt của tất cả thiền định hữu vi, hữu ngã. Nhưng khi đã thấy ra định này chỉ tạo sự dính mắc trong sắc ái, vô sắc ái, Ngài liền từ bỏ. Về sau khi đã hoàn toàn giác ngộ, Ngài nhận ra rằng chánh định vô vi vô ngã khác hẳn tứ thiền bát định này. Vì vô minh không biết sự thật nên mới sinh ái dục. Người thấy rõ sự sinh sự diệt, vị ngọt và mối nguy hại của các pháp thế gian nên không còn tham đắm bất kỳ điều gì ở đời. Đó là minh, tức không còn vô minh và ái dục nữa. Ngược lại, khi vô minh mà muốn diệt ái dục thì cũng sai. Vì không thấy sự thật thì diệt dục này lại sinh dục kia trong vòng tam giới mà thôi. Rồi cuối cùng cũng trở lại cái cũ nên mới gọi là luân hồi. Thí dụ một người chán cõi dục giới, cố gắng hành thiền để lên cõi sắc giới, rồi thấy cõi sắc giới vẫn còn thấp, muốn lên cõi vô sắc giới cho cao. Đến cõi vô sắc giới cuối cùng cũng chán, lại muốn quay về dục giới. Cứ thế luân hồi mãi trong tam giới. Cho nên nếu vô minh thì muốn diệt ái dục cũng là ái dục. Điều này rất dễ nhầm lẫn. Nhiều người cố diệt tham sân si để mau giải thoát, hoặc lập nguyện giải thoát ngay trong kiếp này vì sợ khổ. Muốn được lạc thì cũng là vô minh ái dục mà thôi. Phải thấy ra sự thật mới giác ngộ giải thoát được. Thấy ra rõ ràng bằng tuệ chi là minh. Cũng như là người thầy thuốc không loại bỏ vị thuốc nào, âm dương, hàn, nhiệt, đắng, cay, ngọt, mặn, vân vân, tùy thời tùy chỗ mà sử dụng. Vị thầy thuốc biết rõ tính chất của mỗi vị thuốc nên khi sử dụng mới không hại mình hại người. Còn người không biết cứ uống quá nhiều thuốc bổ thì chỉ giữ hại mà thôi. Như vậy không phải là nỗ lực diệt tham sân si, mà phải thấy rõ chúng thì mới không còn bị chúng trói buộc. Có loại tham sân si ảo, có loại tham sân si do duyên sinh, có loại tham sân si trong thuộc tính tự nhiên của tâm. Vì vậy chỉ cần thấy ra, loại ảo thấy ra thì nó tự hết. Loại duyên sinh thì qua đó thấy ra sự sinh diệt, sự lợi hại của chúng. Loại thuộc tính tự nhiên của tâm thì thấy ra để không diệt lầm, chứ không phải loại nào cũng diệt. Thí dụ như là thấy sợi dây tưởng con rắn, vậy phải loại bỏ ảo tưởng hay loại bỏ sợi dây? Cho nên trong Phật Pháp có sở đoạn và phi sở đoạn, tức là cái gì diệt được và cái gì không diệt được, chứ không phải diệt hết sạch, thành ra đoạn kiến. Cuối cùng thấy ra là chính, chứ không phải là cái gì cũng cố diệt. Hỏi: Xin Thầy giảng thêm về vị ngọt và sự nguy hại.
Sự hấp dẫn của vạn pháp là vị ngọt. Nhưng có điều kỳ lạ, chính vị ngọt là động lực hấp dẫn chúng sinh đi tìm kiếm khám phá. Và nhờ đó mà thấy ra toàn bộ sự thật, gồm mặt trái của chúng. Mặt trái đó chính là sự nguy hại. Nhờ ham mê vị ngọt mới gặp phải sự nguy hại mà thấy ra. Càng ham mê lạc thì càng gặp khổ. Khi thấy ra sự thật này mới bắt đầu nhàm chán. Cuộc đời này là trường học tự nhiên mà mọi mặt đều có sự hấp dẫn của nó, nên người ta mới chọn theo sở thích khác nhau và bài học khác nhau. Nhưng nguyên lý chung là ban đầu thấy sự hấp dẫn của vị ngọt như mùi thơm, vị ngon, tiếng hay, sắc đẹp, sự xúc chạm, dịu dàng êm ái, vân vân. Cho nên chạy theo vị ngọt để sở hữu cho bằng được. Đến khi sở hữu được rồi thì mới thấy ra mặt hôi, dở, xấu, thô của chúng. Trong đời này bất kỳ pháp nào cũng đều có hai mặt. Như bàn tay mình đây cũng có mặt sấp mặt ngửa. Ngàn ngữ có câu không mề đai nào không có mặt trái là vậy. Do ảo tưởng về vị ngọt mà đi tìm kiếm, vô tình chính tham là động lực thúc đẩy sự tìm cầu mà đi vào con đường khám phá. Khi khám phá đụng phải sự thật, thấy ra bên cạnh vị ngọt có sự nguy hại và rất nhiều mặt khác nhau của sự thật. Nói theo ngũ hành trong dịch lý, kim khắc mộc nhưng lại sinh thủy, tức là có mặt sinh thì cũng có mặt khắc. Thí dụ vì thầy thuốc giỏi phải thấy ra hai mặt lợi hại sinh khắc của các vị thuốc, nếu không chữa bệnh sẽ không hiệu quả. Cũng vậy, giác ngộ là thấy ra hai mặt của cuộc sống, chứ không phải bỏ mặt này lấy mặt kia như người ta thường nghĩ. Cho nên Đức Phật định nghĩa chánh biến chi là thấy ra sự sinh, sự diệt, vị ngọt, sự nguy hại và xuất ly đối với các pháp. Tóm lại, cuộc đời là một chu trình hoàn hảo. Ở chỗ ban đầu, nhờ sự hấp dẫn của vị ngọt khiến người ta đi tìm cầu để đạt được. Nhưng khi thủ đắc được lại thấy ra rằng có sinh thì có diệt, và cuối cùng khám phá được mặt nguy hại của nó, nên không bị nó trói buộc nữa. Đó là giác ngộ giải thoát. Hỏi: thưa thầy, khi tu tập, thay vì tâm trở nên vững vàng, an lạc hơn, thì con lại thấy rất khổ trước nhiều phiền não. Xin thầy chỉ dạy con có cách nào để được vô ngại. Tu mà thấy ra khổ là đúng hướng. Cái sai là tu vì muốn được lạc. Khi tu mà ngày càng thấy ra vô thường, khổ, vô ngã mới đúng. Ví dụ một người lạc vào trong rừng thấy hướng nào cũng nguy hiểm, hướng nào cũng cọp beo, hướng thì toàn rắn rít, hướng thì sông sâu vực thẳm, hướng thì vách núi treo leo, hướng thì thấy cây cối gai góc chằng chịt. Đến khi thấy được hang động an toàn thì chỉ muốn ẩn núp trong đó. Như vậy làm sao thoát khỏi khu rừng nguy hiểm? Nếu biết thận trọng chú tâm quan sát, có thể tìm ra cách vượt qua được cọp beo, ra khỏi hang sâu vực thẳm, có thể vượt núi băng rừng mới hay. Cuộc đời vốn vô thường, khổ, vô ngã, làm sao tìm được an lạc vĩnh hằng? Trong mộng cầu vĩnh lạc, chẳng thấy tướng khổ không, càng chuốc thêm đắm trước, biết bao giờ mới thông. Đừng cố tìm an lạc trong mộng ảo, mà phải thấy ra mặt thật cay đắng phiền não của thế sự mới không dính mắc, bám víu, chấp thủ bất cứ điều gì ở đời. Đến khi thấy được không có gì để đạt thì buông ra, ngay đó thấy niết bàn. Tu còn thấy mình đạt được này kia là còn sinh tử. Cho nên càng sớm thấy cuộc đời nhiều nhiệt não, càng mau giác ngộ, giải thoát. Trà Đạo, ngày 18 tháng 8 năm 2016. Hiến xác có phải là bố thí ba la mật? Hỏi: hiến xác có phải bố thí ba la mật? Có người nói hiến như vậy
Khi chết rồi tâm thức thấy thân mình bị mổ xẻ, sinh ra đau khổ, sợ hãi. Có đúng không? Bố thí thì cứ bố thí. Đừng nghĩ ba la mật này là không ba la mật gì cả. Mục đích bố thí là để vượt qua cái ngã, san tham ích kỷ. Vượt qua bản ngã chính là ba la mật. Vì san tham ích kỷ chỉ củng cố cho cái ngã sở hữu, nên càng tích lũy càng đau khổ. Vì vậy, bố thí để bớt san tham ích kỷ là vượt qua chính mình. Nói chung có tâm hiến xác sau khi chết là tốt rồi. Thường người phát tâm hiến xác là người có trình độ nhận thức tốt về sự sống chết. Ba la mật cũng có nhiều cấp độ, như việc hiến xác sau khi chết với tâm vị tha có thể được xem như ba la mật cấp độ 1, tương đương với bố thí tài sản. Hiến tạng như là cho thận, cho mắt, cho máu, vân vân, khi đang còn sống với tâm vị tha có thể được xem như ba la mật cấp độ 2. Hiến cả sinh mạng của mình vì lòng vị tha là ba la mật cấp độ cao nhất. Đồng thời còn tùy người hiến xác có nguyện vọng như thế nào nữa. Có người hiến xác sau khi chết cho nghiên cứu khoa học với tâm nguyện làm lợi ích cho mọi người. Có người tình nguyện nếu còn mạnh khỏe mà đột tử thì xin hiến các bộ phận cơ thể để cấy ghép cho người khác đang cần. Những người này sau khi chết sẽ không còn luyến tiếc vào thể xác nên đã được tái sinh làm người hoặc sinh thiên ngay, làm sao còn bị sợ mổ xẻ hay thiêu đốt nữa. Nếu đã sợ thì sau khi chôn thấy thân mình bị mục giã từ từ hoặc là bị côn trùng đục khoét, càng đau khổ sợ hãi lâu dài hơn. Hỏi: có người lúc sống thì tình nguyện hiến tạng sau khi chết, nhưng khi chết rồi lại luyến tiếc xác thân. Ở Hawaii, một người phụ nữ có tâm muốn hiến xác, nhưng khi chết bất đắc kỳ tử trong tai nạn ô tô, người ta lấy bộ phận trong cơ thể bà ghép cho phụ nữ khác. Cô người Việt được nhận một bộ phận từ cơ thể bà, và từ đó cô cứ thấy một người làng vàng theo mình và đòi cái gì của họ. Cô này sợ quá bỏ đi tu, sau nhiều năm tu hành tinh tấn mới không còn bị theo đòi nữa. Có hai trường hợp. Một là người được ghép tạng từ một xác chết nên bị ám ảnh sinh ra, tự kỷ ám thị. Hai là người hiến xác mong rằng làm như vậy sẽ được chết bình an, nên đó chỉ là một sự đánh đổi chứ không thực sự xả kỷ vị tha. Do đó khi chết bất đắc kỳ tử quá bất ngờ, tâm người ấy còn bám víu vào thể xác và sinh vào cõi âm vì vẫn còn ảo tưởng mình chưa chết. Cũng cần nói thêm rằng người thường quán niệm về sự chết và quán niệm về thân ô trược sẽ không sợ chết và khi chết sẽ không luyến tiếc xác thân. Còn người quá chăm chút xác thân thì rất dễ bị luyến tiếc thân xác. Hỏi: người hiến xác khi chết mạng căn và hơi ấm không còn, làm sao biết thức tánh của người ấy đã lìa khỏi xác chưa? Và khi đó phải xử lý với xác ấy thế nào cho đúng? Theo nguyên lý thì ngay khi chết thức tái sinh liền đi đầu thai. Chỉ khi còn luyến tiếc gì đó mới tạm thời sinh vào cõi âm, Tây Tạng gọi là thân trung ấm. Tức người chết tưởng mình vẫn còn sống, thực ra lúc đó họ đã sinh vào cõi Asura hoặc là Peta rồi, không còn đơn thuần là thức tánh, vong linh hay linh hồn vất vưởng như người ta thường nói. Do tâm còn bám víu nên người chết tưởng mình vẫn là ông A bà B như khi còn sống, mà bám vào thân do tưởng sinh ấy. Nếu như vậy người âm này sẽ chấp vào xác thân, nếu chôn thiêu hay hiến xác gì đi nữa thì cũng vẫn chấp, vẫn đau khổ như nhau. Còn người thấu hiểu đạo lý, thường quán niệm về sự chết thì đâu còn sợ. Khoa học mới chứng minh được rằng sau khi chết thần thức người đó vẫn còn. Còn ở đây có hai nghĩa. Một là thân mạng đã chết lâm sàng, nhưng nghiệp mạng thì vẫn chưa dứt trong một thời gian ngắn. Do đó thường sau khi chết phải để thêm một thời gian mới nên khâm liệm. Hai là còn theo nghĩa tái sinh vào cõi âm. Đa phần người chết không hiểu đạo lý, còn dính mắc dương thế
nên chưa được tái sinh vào cõi tốt liền, mà vẫn giữ hình ảnh mình trong cõi âm. Đức Phật dạy người thân nên làm phước cúng dường để hồi hướng cho người mới chết, để họ hoan hỷ với phước đó mà thoát được thân ảo ảnh trong cõi âm. Hỏi: những người mất đi để lại xá lợi có phải là thánh không? Tùy tâm nguyện. Có nhiều vị thánh không để lại xá lợi, trong khi người phàm lại thích để lại xá lợi. Xá lợi không biểu hiện thánh hay phàm. Trong thời Đức Phật có nhiều vị thánh không để lại xá lợi, như Ngài Bakula sống đến 160 tuổi, khi tịch bay lên giữa hư không và để xác tan biến vào hư không, chẳng để lại dấu vết gì cả. Trà Đạo, ngày 20 tháng 8 năm 2016. Xử lý cơ thể sau khi chết. Hỏi: hôm trước thầy nói về xá lợi của người thường và bậc thánh. Nếu ý nghĩa không lớn như vậy, việc lưu giữ có ý gì không? Như giữ nhục thể của những vị cao tăng. Giữ xá lợi và cho cốt tùy quan niệm mỗi nơi. Chẳng hạn người theo đạo Hindu Ấn Độ tin rằng để linh hồn người chết được lên thiên đàng, do đó người thân đưa xác đến bên sông Hằng và tiến hành nghi lễ hỏa táng, tức là thiêu. Thiêu xong đẩy cho cốt xuống sông Hằng. Còn tập tục điều táng là đặt xác người chết bên rừng cho kền kền, quạ và thú ăn. Đó cũng là một hình thức bố thí xác thân. Nói chung có nhiều cách xử lý xác chết. Đối với người được quần chúng kính trọng thì được ướp xác hoặc trích thuốc bảo quản để giữ xác lại. Nhiều nơi như là Thái Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Việt Nam có những vị cao tăng khi tịch thân không bị tan rã, và đặc biệt có xác không những không hôi mà còn tỏa ra mùi thơm nữa. Có thể đó là do phước đức của mỗi vị. Thường Đức Phật hoặc những vị thánh là những bậc giác ngộ có ân đức lớn với quần chúng, nên khi chết được quần chúng giữ lại xá lợi để tôn thờ. Người Trung Quốc quan niệm âm trạch, tức quốc đất để chôn người chết, còn gọi là mồ mả, là xây long mộ cho tốt trên cuộc đất hợp phong thủy để giữ người chết lại phù hộ cho con cháu. Còn theo Phật giáo là như thế, người chết càng khó siêu sinh. Nếu làm mồ mả càng tốt đẹp thì biến người chết thành ma giữ mồ. Nếu người chết chưa giải thoát thì nên trợ duyên làm phước hồi hướng, giúp họ được tái sinh cảnh giới tốt đẹp hơn, là xây long mộ giữ xác thân hoặc cho cốt, khiến họ lưu luyến khó siêu sinh. Hỏi: việc lễ nghi đối với người mất, vừa mất xong mà đưa vào nhà xác lạnh liền, có ảnh hưởng với người đã mất không? Ảnh hưởng hay không thì còn tùy người mất. Nếu người vừa mất liền sinh thiên hoặc là tái sinh vào bào thai một người mẹ thì còn đâu mà sợ. Nhưng nếu một số người chết lâm sàng, tức là những bộ phận trong cơ thể ngừng hoạt động nhưng có thể nghiệp thức vẫn còn khi tử tâm chưa đến, thì người ấy vẫn còn biết sợ hãi. Trong Phật giáo có chia ra 3 tình trạng chết khác nhau: chết do thân mạng ngưng hoạt động nhưng tâm thức chưa chết hẳn, chết do sinh nghiệp chấm dứt nhưng thân vẫn chưa ngưng hoạt động hoàn toàn, chết đúng lúc cả thân mạng và nghiệp mạng cùng chấm dứt. Khoa học khám phá rằng sau khi chết, thần thức có thể vẫn còn lưu lại một thời gian nhất định nào đó. Thí dụ trường hợp thứ nhất nêu trên, thân chết mà nghiệp vẫn còn nên tự tâm chưa đến. Trong trường hợp này nên để yên xác người chết một lúc cho tiến trình tự tâm hoàn tất và thức đã đi tái sinh mới nên liệm. Hỏi: trường hợp tử thân ngưng hoạt động lâm sàng nhưng tử tâm chưa đến để chuyển qua thức tái sinh mà đem liệm sớm thì ảnh hưởng như thế nào? Người nhà tưởng đã chết nhưng nếu tử tâm chưa đến, tức tâm thức vẫn còn, thì người ấy vẫn còn biết. Khi gặp một số người ngất xỉu hoàn toàn
đừng tưởng họ không biết gì cả. Thật ra họ vẫn biết. Đó là trường hợp tử thân, còn tử tâm thật sự chưa đến. Thậm chí có những trường hợp đã liệm vào quan tài rồi, mà người chết vẫn còn ngồi dậy và sống lại. Vì vậy, cần phải để xác một thời gian, đến khi thật sự chết hoàn toàn mới được. Cũng cần nói thêm, cái biết qua cảm nhận, hay gọi là linh chi, còn nhanh hơn mắt thấy tai nghe nhiều. Trà đạo Bửu Long, ngày 23 tháng 8 năm 2016. Nghi hoặc và hoài nghi. Hỏi: trong năm triển cái, nghi hoặc thuộc bất thiện, và trong 10 kiết sử, hoài nghi cũng thuộc bất thiện. Nhưng khi dạy cho người xứ Kalama, Đức Phật khuyên đừng vội tin. Như vậy có vẻ như là cần phải nghi mới tốt. Vậy hai loại nghi này khác nhau như thế nào? Thật ra chưa biết rõ sự thật, tất nhiên là phải nghi ngờ, can kha, tức chưa vội tin. Nghi này mang tính cẩn thận, dè dặt, là cái nghi cần thiết. Người học đạo nên có cái nghi của sự thận trọng này. Trong khi nghi hoặc, vichi, kicca, thuộc triển cái, nivarana, có tính si, vân vân, do dự, thiếu yếu tố tứ, vikara, để thẩm định đối tượng rõ ràng, khiến tâm bị trở ngại chưa ổn định được. Còn hoài nghi, vichi, kicca, trong kiết sử, samyojana, cũng cùng tính chất như là nghi triển cái, nhưng khác nhau ở chỗ, sự phân vân lưỡng lự là do thiếu yếu tố trí tuệ, vana, trên đối tượng chân đế, chứ không phải là trên đề mục thiền định hay là đối tượng tục đế. Khi chưa thật sự tuệ chi đâu là tục đế, đâu là chân đế, thì vẫn còn nhận thức qua lý trí, tức là tưởng chi và thức chi của ý thức, nên chắc chắn còn hoài nghi, tức chưa thấy rõ đâu là chân, đâu là giả. Bậc Thánh Dự Lưu không còn hoài nghi vì đã liễu tri Thánh Đế, nên luôn tịnh tín bất động, không còn hoài nghi đối với sự thật rốt ráo, Niết Bàn nữa. Hỏi: thưa Thầy, theo kinh sách người nào hết hoài nghi là chứng quả Tu Đà Hoàn. Vậy thấy thực tánh Pháp rồi, có mất không? Và có sự khác biệt nào giữa người thấy thực tánh Pháp vẫn còn phàm phu với người thấy được thực tánh Pháp chứng quả Tu Đà Hoàn? Thấy thực tánh Pháp rồi, có thể mất, có thể không mất. Vì thực tánh chân đế có hai loại: Tánh đế Sabhavasaka và Thánh đế Ariyasaka. Khi còn phàm phu chỉ mới thấy Tánh đế qua tuệ chi, vẫn có thể mất. Còn bậc Thánh thấy Thánh đế qua liễu chi nên không mất. Trong tiến trình tâm chứng ngộ đạo quả, khi tâm đạo ứng khởi thì một mặt thấy Tánh đế của các phiền não và lập tức phiền não diệt. Ngay đó tâm đạo liền chứng Thánh đế, Niết Bàn. Trong quá trình tu tập, bỗng một lúc nào đó tâm rỗng lặng trong sáng, vắng bặt mọi khái niệm, chi kiến tạm thời thanh tịnh. Lúc đó chính là thấy ra Thánh đế. Nhưng người ấy có thể không biết đó là Thánh đế nên mới mất. Nhưng nhờ trải nghiệm nhiều lần như thế mới bắt đầu thực chứng đó là Thánh đế. Khi đã nhận ra Thánh đế thì sớm muộn gì cũng thực chứng Thánh đế. Hỏi: trong kinh A Hàm có đoạn nói đến hữu hành Niết Bàn, vô hành Niết Bàn, tổn hại Niết Bàn và trung gian bát Niết Bàn. Kính xin Thầy giải thích về các loại Niết Bàn này. Vì đó là kinh A Hàm của các bộ phái, chứ không phải kinh Nikaya Nguyên Thủy, nên Thầy chỉ đoán rằng hữu hành Niết Bàn là Niết Bàn còn tập khí, Sankhara của bậc hữu học. Vô hành Niết Bàn là Niết Bàn không còn tập khí của bậc vô học. Tổn hại Niết Bàn là Niết Bàn của các bậc hữu học, còn phải trải qua thời gian để diệt dần, tức là tổn hại các kiết sử, mới chứng được Niết Bàn hoàn toàn. Trung gian Niết Bàn là Niết Bàn của các vị A-na-hàm sinh vào cõi trung gian là Sắc Cứu Cánh Thiên, rồi ở đó chứng quả A-la-hán,
và nhập Niết Bàn luôn. Khi đọc kinh điển nào không hiểu nên bỏ qua một bên để đọc tiếp. Về sau khi nào đủ duyên thì sẽ hiểu, chứ đừng cố gắng giải đoán để cho lý trí vọng thức xen vào. Điều nào thông suốt được tức mình đã trải nghiệm, đã thấy ra trong thực tế đời sống. Trà Đạo, ngày 25 tháng 8 năm 2016. Phải chăng cuộc đời đã lập trình sẵn? Hỏi: Thưa Thầy, phải chăng cuộc đời đã lập trình sẵn? Cuộc đời không phải đã được lập trình sẵn về mọi mặt, nhưng nó giống như là một cuộc cờ có quy luật hẳn hoi. Trong đó mỗi quân cờ, mỗi nước cờ đều có công dụng và vị trí nhất định của nó mà người chơi đương nhiên phải tuân thủ. Còn thắng hay bại, vui hay buồn, vinh hay nhục là do quyết định của người trong cuộc đi quân cờ nào, chọn nước cờ nào, với mục đích gì. Thì mỗi người có quyền tự do lựa chọn tùy khả năng, tùy trình độ nhận thức và cách xử lý trong ván cờ của mình. Do đó nói là lập trình sẵn cũng đúng, nhưng đó là nguyên lý, là quy luật. Không phải ai đó đã an bài sẵn mọi sự như định mệnh, mà mỗi người phải gánh chịu. Lập trình sẵn ở đây có nghĩa là có sẵn những yếu tố tự nhiên, như trong thiên nhiên đã có sẵn hydrogen, oxygen, carbonic, v.v. Nhưng tùy hiểu biết tính chất của các nguyên tố ấy mà có thể tạo ra những phản ứng hóa học khác nhau để có những hiệu ứng nhất định tùy mục đích sử dụng của mỗi người. Dễ hiểu hơn, như chúng ta có sẵn rau, củ quả, gia vị mặn, ngọt, chua, cay, v.v. Nhưng ai thông hiểu được tính vị của chúng thì có thể chế biến thành những món ăn ngon, bổ dưỡng. Ai không biết sẽ chế biến ra món ăn dở, độc hại. Như vậy, tuy thực phẩm có sẵn, nhưng thức ăn ngon dở không phải do ai lập trình sẵn, mà là do nhận thức và cách chế biến của người nấu. Lập trình mà không phải lập trình, đây là một cách lập trình rất kỳ lạ. Chỉ lập trình trên nguyên lý thôi, còn ứng dụng thì tự do chọn lựa của mỗi người. Ngược lại, dù tự do chọn lựa, nhưng cuối cùng vẫn phải học ra sự vận hành theo nguyên lý của pháp. Không phải muốn gì theo ý mình cũng được. Rốt cuộc chọn lựa đường nào rồi cũng phải học cho ra nguyên lý của pháp mới thôi. Hỏi: Có đôi khi những giấc mơ như báo hiệu chính xác điều sắp xảy ra. Vậy có phải là mọi việc đã sắp đặt sẵn rồi sao? Không phải sắp đặt sẵn, mà giống như trái mít đã được một tháng. Người trồng mít rành nghề có thể biết bao lâu nữa trái mít ấy sẽ chín, vì nó có tiến trình của nó. Nhưng trong đó vẫn có sự uyển chuyển mà người càng rành rẽ chừng nào, càng đoán đúng chừng đó. Nếu như là trời nắng nhiều thì trái mít sẽ chín sớm, trời lạnh quá thì mít sẽ chín trễ hơn. Người ta có thể nhìn qua tất cả hiện tượng thiên nhiên mà biết được sự vận hành của vạn pháp. Cho nên người ta có thể dự đoán thời tiết, mà trong dịch lý gọi là lý xương kiên băng trí, tức nhìn thấy xương mà biết sắp tới sẽ có giá băng. Những người đi làm rừng thấy măng mọc như thế nào, đoán được năm đó có lũ lụt lớn hay không, hoặc thấy hoa lau nở ra sao mà đoán được thời tiết sắp xảy ra rất chính xác. Như kiểu kiến đoán được trời mưa, cá đoán được động đất dưới biển vậy. Trong lập trình của tạo hóa, tức lập pháp, có những nguyên lý phổ quát quy mô lớn như là thành trụ hoại không, quy mô vừa như sinh trụ dị diệt, quy mô nhỏ như sinh lão bệnh tử. Nhân quả nghiệp báo cũng có quy luật của nó, nên những vị có thiên nhãn minh có thể biết được người nào gieo hạnh nghiệp gì sẽ gặt hậu quả ra sao, sinh ở cõi giới nào. Nghiệp được mỗi người tự do chọn lựa, nhưng chọn lựa nào cũng phải học bài học trong chọn lựa của mình. Về phương diện tâm, phần tướng biết của tâm qua lục căn chỉ biết được đối tượng hiện khởi, nhưng tánh biết của tâm
có thể biết được thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai và không gian vô tận bên trong bên ngoài, tám hướng, mười phương. Bản chất của tâm rộng lớn bất tận về cả không gian và thời gian, nên việc linh cảm được chuyện sắp xảy ra ở tương lai hoặc là chuyện đang diễn biến ở cõi giới khác là chuyện bình thường. Ví như nước và sóng, tánh biết như nước, tướng biết như sóng. Sóng tùy duyên mà biểu hiện khác nhau, nhưng tánh nước không thay đổi. Tánh nước thì ở cùng khắp, nhưng hiện tướng như hơi, sương mù, mây mưa, nước giếng, nước sông, ao hồ, biển cả đều tùy duyên mà biểu hiện khác nhau. Cũng vậy, tướng của tâm chỉ giới hạn trong mỗi chúng sanh, nhưng tánh của tâm rộng lớn vô cùng, nên thường được gọi là vũ trụ tâm. Người thoát khỏi bản ngã, thâm nhập được vào biển tâm rộng lớn, có thể thấy quá khứ, tương lai và không gian rộng lớn. Như Đức Phật có thể ngồi ở chùa Kỳ Viên mà thấy được các cõi trời ra sao, thấy luôn cả quá khứ, tương lai ra sao. Đôi lúc chúng ta vô tình cảm ứng được tương lai, nhất là qua giấc chiêm bao. Lúc đó ý thức của tướng biết không hoạt động, nhưng tánh biết của tâm thì vẫn âm thầm làm việc. Vì vậy mà nó vẫn biết được quá khứ, tương lai, thậm chí linh cảm được những chuyện xảy ra bên ngoài. Tâm rất kỳ diệu mà chưa môn tâm lý học nào nói hết được, kể cả những bộ luận nổi tiếng như Vi Diệu Pháp hoặc là Duy Thức. Có những trường phái thấy tâm như vậy sinh ra chủ nghĩa duy tâm và cho rằng tất cả đều do tâm tạo ra hết. Thật ra sự sống không phải chỉ có tâm không thôi, mà còn có đất, nước, lửa, gió và hư không nữa. Những nguyên tố đó kết hợp với nhau sinh ra muôn loài vạn vật. Hiện tướng của muôn loài vạn vật thì có sinh có diệt, nhưng tánh của chúng vẫn không sinh diệt. Đạo Phật nhìn sự vật một cách toàn diện, gồm mặt tất định, mặt tự do và cả mặt ngẫu nhiên nữa. Trong khi một số tôn giáo triết học chỉ nhìn thấy một chiều, nên họ chủ trương hoặc là định mệnh, hoặc là tự do, hoặc là ngẫu nhiên, một cách phiến diện. Hỏi: những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa có phải là tất định cho sự thành công hay thất bại? Đó chỉ là duyên bên ngoài, là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đạt đến thành công. Trong Phật giáo có tứ như ý túc, dục, cần, tâm và thẩm là những yếu tố bên trong làm nhân quyết định sự thành công. Trong khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa có vẻ thụ động vì lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh và sự ủng hộ của quần chúng, thì tứ như ý túc mang tính chất chủ động của thái độ nội tâm. Sự kết hợp hài hòa giữa nội tâm và ngoại cảnh sẽ quyết định sự thành công vững vàng hơn. Như trong chiến tranh, bên nào đạt được những điều kiện thiên thời, địa thế và lòng người thì có hy vọng chiến thắng hơn. Tuy nhiên, tài đức và chính nghĩa mới là chân chính quyết định chiến thắng có ý nghĩa. Như vậy, chiến thắng hay thành công một mặt cần đến trí tuệ và năng lực của mỗi người, mặt khác phải thuận theo nguyên lý tất định trong sự vận hành của thiên nhiên và xã hội. Nên cổ nhân mới nói thuận thiên lập mệnh là thế. Vì nhiều người không thấy được điều này, nên khi thành công cứ tưởng là mình tài giỏi mà sinh ra ngã mạn, tự cao. Đạo có phải là con đường? Hỏi: thưa thầy, đạo có phải là con đường? Đạo không phải là con đường dẫn tới đâu. Thuật ngữ đạo trong Đạo Đế là những yếu tố giác ngộ ra sự thật, mà sự thật rốt ráo nhất chính là Niết Bàn trong Tứ Thánh Đế. Nếu có con đường thì phải có điểm xuất phát và đích đến, như vậy đã có ham muốn trở thành, tức rơi vào hữu, tướng, tác, cầu, hay sinh, hữu, tác, thành, chứ không phải là đạo là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, hay không sinh, không hữu, không tác, không thành, như Đức Phật dạy. Nhưng Niết Bàn ở ngay đây và bây giờ, nơi thực tại hiện tiền, nên Đức Phật dạy chỉ cần nhìn lại mà thấy, chứ không phải trở thành hay đạt tới. Trà Đạo Bửu Long, ngày 27 tháng 8 năm 2016. Cách hiểu lời dạy của Đức Phật
hỏi: Thưa thầy, trong kinh Pháp Cú Phẩm Ngu, Đức Phật có dạy: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Nếu vậy chỉ tìm bạn giỏi để chơi mà bỏ mặc những người kém hơn mình xung quanh thì có đúng không thưa thầy? Trước hết, cần khắc cốt ghi tâm rằng không phải lời dạy nào của Phật cũng đúng cho mọi trường hợp. Vì Đức Phật chỉ đối cơ mà dạy cho trường hợp đặc thù nhất định nào đó thôi. Nếu hiểu lầm lời Phật mà áp dụng lung tung thì chẳng khác nào do ông nọ cắm cằm bà kia, thì oan cho Phật lắm. Thí dụ, hôm kia thầy ăn món canh rồi nói với người đầu bếp là canh này chua quá, thì chỉ đúng với thời điểm đó, canh đó, người nấu đó thôi. Bây giờ nếu cứ gặp canh nào cũng bắt chước thầy nói canh này chua quá thì còn đúng nữa không? Rồi ai hỏi canh này ngọt sao lại nói chua, thì bảo thầy nói vậy mà. Như thế có oan cho thầy không? Đức Phật luôn dạy đúng với thời, vị, tính, mỗi tình huống đặc thù của người đang đối diện thôi, không phải áp dụng cho ai cũng được. Cho nên mỗi bài kệ Pháp Cú đều có một câu chuyện đi kèm, để cho người sau thấy rằng bài kệ đó được nói trong bối cảnh đó thôi. Như lời Đức Phật dạy, không phải của ta, cho nàng Patakara, chỉ thích hợp với hoàn cảnh khổ đau mất mát mọi người thân của nàng, nên nàng mới tỉnh ngộ. Nếu đem nói với một ông vua đang lúc thanh bình thịnh trị thì mang họa. Câu Pháp Cú số 61 ám chỉ trường hợp trưởng lão Maha Kassapa sống với một người đệ tử ngu ngốc, sân hận, đã làm sai, không nghe lời dạy bảo, lại còn nổi giận đốt luôn tịnh thất của trưởng lão. Nên Đức Phật mới dạy Kassapa rằng thà sống một mình còn hơn sống với kẻ ngu, chứ không có ý nói bỏ mặc người kém hơn mình. Nếu bỏ mặc người kém hơn mình, sao Đức Phật lại mất công đi hoàng hóa độ sinh? Giáo pháp nguyên thủy và cách hành. Hỏi: giáo pháp và cách thực hành theo Phật giáo nguyên thủy là tự tu tự chứng để diệt khổ cho mình, như vậy có vị kỷ cá nhân không, thay vì tu trong hoạt động vị tha để giúp đời bớt khổ như đại thừa? Vấn đề là ở chỗ hiểu ý nghĩa của cuộc đời như thế nào. Nếu xem cuộc đời là môi trường giáo dục, huấn luyện, đào tạo để giúp mỗi người phát huy trí tuệ và đạo đức, thì để cho mọi người tự mình trải nghiệm những khó khăn gian khổ mà giác ngộ giải thoát là tất yếu. Như trong trường hợp huấn luyện quân đội chẳng hạn, người ta phải thiết lập nhiều tình huống khó khăn nguy hiểm để học viên phải vượt qua mới phát huy được khả năng chiến đấu. Nếu có một ai đó nghĩ rằng sao lại để cho những học viên này cực khổ như vậy, rồi anh ta đưa ra dự án san bằng mọi hiểm trở để biến trường huấn luyện thành khu nghỉ dưỡng 5 sao cho học viên hưởng thụ, thì còn gì là ý nghĩa của trường huấn luyện khổ nhục? Vậy cuộc đời đau khổ chính là để mỗi người học ra bài học giác ngộ giải thoát. Nên từ xưa đến nay chưa có vị Bồ Tát hay đấng cứu rỗi nào, dù lòng vị tha rộng lớn đến đâu, có thể dẹp mọi thăng trầm cho cuộc đời bằng phẳng được cả. Trong lịch sử, từ khi có loài người xuất hiện trên trái đất này, có thời đại nào thực sự bằng phẳng chưa? Như thế, lòng vị tha không phải là nguyện độ chúng sinh bằng cách dẹp bỏ những khổ đau trên cuộc đời để mọi người đều được hạnh phúc một cách không tưởng, mà điều kiện tiên quyết là mỗi người phải tự khám phá ra nguyên nhân đau khổ nơi chính mình để tự giác, rồi mới có thể chỉ bày cho người khác biết tự giác ngộ giải thoát ra khỏi nguyên nhân khổ đau do chính họ gây ra như thế nào. Đó là lý do vì sao Đức Phật chỉ khai thị chứ không cứu rỗi. Vì nếu cứu rỗi cho mọi người thì họ không còn khả năng tự giác để vượt qua những thử thách chông gai, để tự mình phát huy trí tuệ và đạo đức được nữa. Tự giác không phải là ích kỷ, mà phải có tự giác mới có thể giác tha. Một hôm, Đức Phật ghé qua một gánh xiếc, thấy hai cha con cùng biểu diễn màn xiếc giữ thăng bằng khi đang nhào lộn trên một sợi dây.
Đức Phật hỏi người cha, làm sao hai cha con cùng biểu diễn có thể giữ được thăng bằng tốt? Người cha trả lời, trong khi biểu diễn, con để ý giữ thăng bằng cho con của con. Rồi Đức Phật hỏi qua người con, anh ta trả lời, con chỉ lo giữ thăng bằng cho chính mình. Đức Phật khen người con đã làm đúng. Vì mãi lo giữ thăng bằng cho người khác, thì chính mình đã mất thăng bằng rồi. Cho nên khi đi máy bay, hành khách được cảnh báo rằng hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, rồi mới giúp trẻ em và người khác sau. Đức Phật dạy tự mình giác ngộ trước, vì khi đã giác ngộ, thì tất nhiên mình sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Nhưng dù lòng vị tha có lớn tới đâu, thì thầy giáo cũng chỉ dạy cho học sinh cách học để các em siêng năng học tập, chứ không thể học dùm thi dùm cho các em khỏi khổ cực trong học hành được. Trà Đạo ngày 30 tháng 8 năm 2016. Mỗi người là bài học của chính mình. Hỏi: tình hình của một đất nước có ảnh hưởng đến sự giác ngộ của cư dân trong nước ấy không thưa thầy? Mỗi người sinh ra trên đời là để học bài học giác ngộ chính mình và bản chất cuộc sống. Bài học này không phải do ai đem đến, mà là do nghiệp của mỗi người tự tạo qua cách chọn lựa nhận thức và hành vi của chính mình. Đã gieo nhân thì phải gặt quả mới có thể học bài học, điều chỉnh nhận thức và hành vi được. Quả báo được thực hiện nơi mỗi người qua chánh báo và y báo. Chánh báo là hậu quả diễn ra ngay trên thân tâm mỗi người. Còn y báo là hậu quả diễn ra nơi chốn mà họ sinh ra, như trong gia đình nào hay đất nước nào. Tại sao chúng ta sinh ra ở Việt Nam mà không sinh ra ở Pháp? Vì chúng ta có cộng nghiệp với những người cần phải học bài học ở Việt Nam. Còn người nào sinh ra ở Pháp thì sẽ học bài học của họ ở Pháp. Nói cho dễ hiểu, một em học sinh trình độ lớp 1 phải học lớp 1 thì từ đó mới tiến lên được. Nếu em vào học lớp 2 sẽ học không nổi nên sẽ chẳng học được gì. Lớp 1 là y báo phù hợp với trình độ của các em. Còn kết quả học tập của mỗi em mỗi khác, đó là chánh báo. Nếu quan sát chiêm nghiệm kỹ sẽ thấy tại sao dân tộc này bị như vậy, dân tộc kia được như kia. Tất cả đều có cộng nghiệp chung của dân tộc và biệt nghiệp của mỗi người trong dân tộc đó. Có câu nói rất đúng rằng mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để giúp thay đổi chính mình. Chính hoàn cảnh cuộc đời giúp mỗi người giác ngộ. Thế nào là vị lãnh đạo ưu việt? Hỏi: thưa thầy, những điều thầy vừa dạy có vẻ đi ngược lại với lý thuyết của leadership, tức lý thuyết của người lãnh đạo, là phải chủ động để thay đổi chứ không phải thụ động để đối phó. Người leader giỏi phải chủ động để thay đổi tình huống nào đó để trở nên tốt đẹp hơn. Còn thụ động thì tiến trình tiến hóa sẽ rất chậm. Không phải là thụ động, bởi vì thay đổi chính mình là thái độ chủ động tích cực nhất. Không phải lãnh đạo là chỉ lo thay đổi bên ngoài, mà người lãnh đạo trước tiên phải phát huy trí tuệ và đạo đức nơi chính mình. Nếu không thay đổi được chính mình, làm sao thay đổi thiên hạ? Bản thân mình phải sáng suốt, hiểu rõ chính mình, mới hiểu rõ mọi hoàn cảnh, mọi tình hình, thì mới lãnh đạo tốt. Khổng Tử, một nhà chính trị và triết gia lỗi lạc, cũng nói rằng, muốn bình thiên hạ, trước phải trị quốc. Muốn trị quốc, trước phải tề gia. Muốn tề gia, trước phải tu thân, chánh tâm và thành ý. Đức Phật cũng vậy. Sau khi tự mình giác ngộ, Ngài chỉ đi đây đó chia sẻ, khai thị cho những người hữu duyên thôi. Ngài nói, Ngài là người chỉ đường, chứ không phải là giáo chủ, không làm nhà lãnh đạo. Thế mà cho đến bây giờ hàng triệu người trên thế giới vẫn tu học theo Ngài,
vẫn còn tôn thờ quy ngưỡng nơi ngài. Đó chính là bất trị nhi bất loạn, bất giáo nhi tự hành của bậc thánh trí. Còn lãnh đạo độc tài kiểu Hitler thì thế giới sẽ đi về đâu? Cho nên thay đổi chính mình vẫn là thay đổi ưu tiên. Người có trí tuệ và đạo đức có thể không cần thay đổi người khác, cũng không cần bắt người khác phải thay đổi theo ý mình, mà mọi người tự thay đổi theo. Đó chính là lãnh đạo ưu việt nhất theo vương đạo hay thiên đạo, chứ không phải là lãnh đạo theo kiểu bá đạo hay Atula đạo. Ai thấy được sự hoàn hảo trong bất toàn là người giác ngộ. Hỏi: ghét của nào trời trao của đó, có đúng không thưa thầy? Ngoài luật nhân quả còn có một luật duyên báo. Hai luật này có chỗ khác nhau. Thường nhiều người chỉ để ý đến nhân quả chứ không để ý duyên báo. Duyên là hoàn cảnh của mỗi người, như là sinh ra ở đất nước nào, xã hội nào, gia đình nào, có mối quan hệ với ai, tốt hay xấu. Có người than phiền: tại sao tôi gặp người chồng, người vợ khó khăn thế này, thế nọ? Thật ra, vì người đó ảo tưởng về một người chồng, người vợ lý tưởng, nên gặp duyên người chồng, người vợ bất như ý. Có như thế mới thấy ra sự thật, đồng thời giúp phát huy được đức tính nhẫn nại, cảm thông, dung thứ. Ai thiếu điều gì thì pháp đến bổ túc điều đó. Ai dư cái gì thì pháp lấy đi cái đó. Nói như Lão Tử thì pháp thường bổ bất túc, tổn hữu dư, để giúp mọi người phát huy trí tuệ và đạo đức của mình. Nhưng mới trông có vẻ như ghét của nào trời trao của ấy vậy. Trong thiên nhiên, cọp tìm cách bắt nai, nên nó càng ngày mưu mẹo hơn. Nai tìm cách chạy thoát nên cũng nhanh nhẹn và cảnh giác hơn. Điều này có vẻ như đã được lập trình sẵn để chúng sinh phát huy được chính mình. Ban đầu do chiến đấu nên phát huy cái ác, sau biết đau khổ mới cảm thông với nỗi khổ của kẻ khác mà phát huy điều thiện. Vì thế nếu dẹp hết cái ác thì cũng không có điều thiện. Trong cái ác bỗng phát sinh điều thiện, như con cọp nọ ăn con nai mẹ, thấy con nai con yếu ớt, nó bỗng phát sinh tình thương yêu bảo vệ và nuôi nấng chú nai con. Trong thiên nhiên thật kỳ lạ, nhìn có vẻ bất toàn, nhưng thật ra vốn rất hoàn hảo. Cho nên, ai thấy được sự hoàn hảo trong bất toàn, chính là người giác ngộ.